Thì bây giờ nhắc lại lý lịch con của chú cho con nghe coi. Trời ơi, dễ ợ cà. Cái thằng đó. À quên quên, à, con tôi. Con tôi tên là Trần Minh Trường. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con 27. Con có người yêu chưa? Bản tính là hung dữ. Ưu điểm là học dốt. Nhược điểm là mê gái. Sở thích là bắt cóp. Con làm phù hồ. Phù hồ đó, thấy không? Ba má con ở dưới quê mần ruộng. Đâu mà mần ruộng. Trời ơi. Con về con nói ba má mang trầu câu lên hỏi nhỏ này đi. Dạ. Yeah.